Đây là đợt hạn hán khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Bí ngô biến thành bát cháo bí với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cây xương rồng chịu hạn cũng sôi sục như nước sôi, những quả táo héo úa trong chốc lát. Những bắp ngô tươi tốt sẽ lập tức gầy đi, còn dưa hấu có thể biến thành món súp gà mất hồn nếu không cẩn thận. Tuy nhiên, tất cả những điều này xảy ra đều là do cô bé trước mặt chỉ vì cô ấy ghét. Mưa, đó chỉ là một trò đùa bình thường. Ngoài cửa sổ trời đang đổ mưa. Điều đột ngột tạnh là trong 107 ngày tiếp theo, toàn bộ lục địa không có mưa, thậm chí cả sông Mississippi cũng bị ngập lụt. Quanh năm cũng bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán này, các dòng sông cạn dần và cái nóng lấn át cây đại hoàng. Họ chỉ có thể hy vọng vào hoa mận để giải khát để sống sót qua cơn khủng hoảng tạm thời. Điều trớ trêu nhất là ngay cả tượng nữ thần tự do cũng phải sử dụng chiếc quạt thần của mình vì đã lâu rồi trời không mưa. Một thương nhân có lòng đen đủi sau khi khởi xướng sự giàu có, $100 chỉ đủ mua một giọt thuốc nhỏ mắt để làm dịu cơn khát của tôi. Vẫn vui mừng đến mức nhảy cẫng lên và nhảy múa như thể được sống thêm một ngày nữa. Cô bé đang kể chuyện đùa lúc này cũng không khá hơn là bao. Những bông hoa loa kèn đã được trồng được 2 năm rưỡi cũng đã trở lại trạng thái huy hoàng do hạn hán. Cô gái nhỏ và cô đã yêu nhau nhiều năm như vậy, lúc này không quan tâm đến quá khứ, cô chạy lên lầu và khéo léo đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Cô dùng ghế dài để chuyển bức tranh tường đi, mở két và lấy ra một ly rượu trắng lạnh dường như là rượu quý. Để cứu Lily, cô hoảng sợ rót ra ly rượu quý giá. Lily, người vẫn đang nín thở vô cùng khó khăn, đã bất lực trước điều này. Chốc lát, dù vùng vẫy thế nào cũng không hề tuyệt vọng, cô bé lại ngã xuống dường như không hề nản chí. Cô chạy đến hồ chứa nước và bắt đầu trằn trọc, nhưng về cơ bản đó chỉ là một nỗ lực vô ích. Nửa tiếng đồng hồ vô ích nhưng cô không biết rằng sau một đợt phẫu thuật, nó thực chất chỉ là một giọt nước. Dần dần, nó biến thành một hạt đậu nhỏ có khuôn mặt con người, cô bé khá ngạc nhiên một lúc, nhưng sau đó giọt nước nhỏ đã nói cho cô biết sự thật. Sau đó cô học được từ lý thuyết rằng nếu muốn trái đất được khôi phục lại trạng thái ban đầu, cô phải đến Sky City để xin lỗi, cô đi theo giọt nước và bước lên thang máy cầu vồng. Phải nói rằng bầu trời cũng hiểu cách bắt kịp thời đại, công nghệ cao hạn chế trí tưởng tượng của con người, nhưng chỉ trong chớp mắt, họ đã chạm tới bầu trời. Thành phố có đài phun nước sau khi mở thang máy, cô bé ngơ ngác và không khỏi vui mừng khi nhìn những đài phun nước sự sống này. Không ngờ âm thanh đó lại khiến những giọt nước khác ở đây hoảng sợ, dường như họ chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật hình người như vậy. Họ vui vẻ vây quanh cô bé và nhảy múa. Tuy nhiên, biểu cảm của những giọt nước này lại đầy ý nghĩa nếu không có sự hướng dẫn và bảo vệ của họ. Họ sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó, cô gái đã đến cổng chính của Sky City. Xiao Sui đi dường như biết được mối nguy hiểm bên trong nên đã tìm thấy một chiếc ô cho cô ấy. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng bên trong lại bắt đầu. Cô đi được vài bước thì biến thành một đám chó dày đặc. Đúng lúc cô bé đang bối rối thì hơn 800 chiếc nghĩa thép không hiểu sao lao tới. May mắn thay, với sự thúc giục của những giọt nước và sự bảo vệ của chiếc ô, anh đã đến được Sky Palace một cách an toàn. Và thậm chí hài lòng, sau đó anh ta chụp lấy 1982 cảnh mây tưới nước này không thể nói là quá đáng, nó đơn giản là nằm ngoài thế giới này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô bé dường như đã nghĩ đến tâm trạng của cô. Lãnh chúa nhất định sẽ không có thiện ý với nàng tùy tiện cầu nguyện. Sau đó, cô bé lập tức bắt đầu xin lỗi, nhưng thành chủ vẫn không chịu tha thứ. Lúc này, giọt nước nhỏ đóng vai trò then chốt. Bạn có thể tha thứ cho cô ấy nếu cô ấy nói rằng cô bé có thể chơi violon để làm cho lãnh chúa thành phố vui vẻ không? Sau khi nghe xong, cô bé đã chơi một bài hát mà chỉ có mẹ cô ấy là hay. Thế giới vào lúc đó, lãnh chúa thành phố đã xúc động rơi nước mắt và nhớ đến cựu lãnh chúa thành phố của mẹ cô. Nước mắt chính là chìa khóa để phá vỡ cơn hạn hán trên trái đất. Đó là lý do tại sao cô gái và Suidi đã rất nỗ lực để bóc vỏ củ hành này. Chỉ trong chốc lát, thành chủ đã cảm động rơi nước mắt. Nước mắt trào ra, tràn ngập trên cầu thang, cây xương rồng lập tức ngã xuống. Lấy lại cành lá tùm chỉ trong hai hơi thở. Một đống táo và bỏng ngô to bằng nắm tay đã bị cắt bỏ, cánh đồng ngô trở lại trạng thái năng suất cao. Ngay cả những con gà mái nhỏ đã 2 năm rưỡi không đẻ trứng cũng bị mưa bất chợt làm ướt và đẻ hết trứng. Trong một hơi thở, nên không có gì sai với điều đó. Tôi nên làm gì nếu tôi thực hiện một điều ước ngẫu nhiên và nó trở thành sự thật?